vận chuyển ma túy qua đường chuyển phát nhanh không mới. Nhưng thời gian gần đây, các đối tượng tội phạm ma túy lại tận dụng triệt để hình thức này để vận chuyển số lượng lớn ma túy về Việt Nam. Chúng lợi dụng các chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, nhất là trong thực hiện thủ tục hải quan, thông quan điện tử đối với hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện xuất nhập khẩu để đưa ma túy vào Việt Nam. Từ các vụ phát hiện và bắt giữ của các lực lượng chức năng cho thấy, tội phạm ma túy trong và ngoài nước đã cấu kết chặt chẽ với nhau, hình thành đường dây tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động với phương thức che giấu nhân thân và ngụy trang tinh vi, thủ đoạn vận chuyển ngày càng năng động, mang tính liều lĩnh. Hải Phòng là địa phương hội tụ đủ các loại hình giao thông đường biển, đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng không. Do đó, có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý là đầu mối giao thông quan trọng kết nối với các địa phương và quốc tế thông qua cảng biển và cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Nên thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn. Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong nước, nên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy thành phố Hải Phòng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Loại ma túy được phát hiện, bắt giữ trên địa bàn thành phố chủ yếu là ma túy tổng hợp, methamphetamine, MDMA, ketamine, heroin và cần sa. Đối tượng phạm tội chủ yếu là nam giới, tập trung ở độ tuổi từ 18 đến 45. Đa số các đối tượng phạm tội không có nghề nghiệp hoặc nghề nghiệp không ổn định, trong đó một số đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về ma túy. Vào khoảng giữa tháng 2 năm 2023, qua việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đặc biệt là qua nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp, Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện một nhóm đối tượng có hoạt động vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không bằng các hình thức cất giấu thông qua hàng ký gửi, qua các đơn vị vận chuyển trung gian để thẩm lậu vào địa bàn Hải Phòng, rồi tiếp tục chuyển sang các địa bàn khác để tiêu thụ. Các đối tượng là lợi dụng cái việc mà vào dịp gần Tết Nguyên đán lượng hàng hóa nhập về Việt Nam rất là nhiều và kiều bào về cũng rất là đông, nên là các đối tượng nó lợi dụng cái việc đó mà nhờ ký gửi những hàng hóa ký gửi hoặc là hàng hóa xuất tay, nhờ kiều bào xuất tay hoặc là gửi vào Việt Nam theo cái đường những cái hàng hóa mà được phép nhập vào Việt Nam, ví dụ như bánh kẹo phát vào cái lượng hàng hóa từ thời điểm rất nhiều, rất khó kiểm soát. Đấy, và ngoài ra thì các cái đối tượng thì còn có những cái phương thức liên lạc và thay đổi các liên tục các phương thức liên lạc. Xác định đây là một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, gồm nhiều đối tượng liên quan nhiều địa phương, nên Công an thành phố Hải Phòng đã trao đổi phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng như Cục Hải quan Hà Nội, Cục Hải quan Hải Phòng cùng Công an Hà Nội xác định phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ nước ngoài về Việt Nam. Tất cả những dấu hiệu nghi vấn và những diễn biến hoạt động của nhóm đối tượng trên thì đơn vị đã báo cáo Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá với các đường dây tội phạm trên bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ để kiểm soát diễn biến. Lực lượng trinh sát được tung ra giám sát mọi di biến động của nhóm đối tượng, nắm chắc tình hình, quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng, rồi là vai trò vị trí của từng đối tượng trong đường dây
Từ đó xây dựng kế hoạch triệt phá với quyết tâm đánh đúng, đánh trúng, bóc gỡ các mắt xích của đường dây tại Hải Phòng cũng như trên các địa bàn khác. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí giám đốc công an thành phố, ban chuyên án đã lên một kế hoạch phá án cụ thể, chi tiết, đảm bảo thế chủ động, an toàn. Bên cạnh đó, với tinh thần khẩn trương, đồng thời đáp ứng được các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ban chuyên án cũng đặt ra nhiều tình huống giả thuyết khi phá án. Cái đường dây này nó là một cái đường dây mà rất là tinh vi. Các cái đối tượng thường là các đối tượng được phân công nhiệm vụ riêng biệt. Không, các đối tượng, mỗi một đối tượng một nhiệm vụ và không có đối tượng nào biết đối tượng thực hiện nhiệm vụ gì. Nên đem ra để xác minh, để dựng lên một cái đường dây là rất là khó. Thông thường là các đối tượng là không đi ngang. Ngược lại thì các đối tượng cũng có một khi được ra nhiệm vụ, những người ra nhiệm vụ đối tượng khi người mà có mối quan hệ thân thiết với cả những đối tượng được ra nhiệm vụ. Nên để lấy được thông tin từ các đối tượng là rất là khó khăn. Hiện rất chặt chẽ, có tổ chức, phân công vị trí, vai trò của các đối tượng trong đường dây, thực hiện vô cùng tinh vi, phân công người đứng tên này, người nhận này và người vận chuyển, trả công, trả tiền công cho từng người, từng đối tượng. Họ thường xuyên thay đổi quy luật phương tiện vận chuyển, tuyến đường đi, sử dụng địa tên địa chỉ và số điện thoại là không chính tên chính chủ. Để chủ động giám sát chặt chẽ số hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn chứa chất ma túy mà các đối tượng lợi dụng dịch vụ chuyển phát bưu điện qua đường hàng không vào Việt Nam, cơ quan thành phố Hải Phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cho phép số hàng hóa nói trên được vận chuyển có kiểm soát. Cuộc đấu tranh bóc gỡ đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia này thực sự là cuộc đấu trí cam go, mất rất nhiều thời gian, công sức của các lực lượng chức năng trong việc lần tìm các dấu vết của chúng. Khi chúng tôi tiến hành theo dõi, giám sát hay là truy bắt thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì chúng luôn luôn có sự cảnh giác cao, thường là những đối tượng đã có tiền án tiền sự, có kinh nghiệm trong việc phạm tội về ma túy. Rất với những đối tượng mà trong đường dây thì rất hiếm có đối tượng chưa có tiền án tiền sự. Đấy, nên là khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ là cũng rất phải đảm bảo yếu tố an toàn đầu tiên cho bản thân và cả cho đối tượng nữa. Sau khi xác minh, làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng đã huy động lực lượng trinh sát dày dặn kinh nghiệm vào cuộc, áp dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ. Và một kế hoạch triệt phá bắt giữ được dựng lên một cách bài bản, khoa học, kỹ lưỡng.
Đấu tranh khai thác nhanh tại hiện trường, đối tượng có khai tên là Hoàng Nhật Minh, sinh năm 1993, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, hiện đang làm công việc shipper tự do. Tang vật lưu giữ: hai thùng hàng gồm 18 hộp nhựa, bên trong có chứa các viên nén và khối lượng 17,5 kg nghi là ma túy tổng hợp. Ban đầu, Minh chỉ khai mình là nhân viên shipper được người khác thuê để trả công để vận chuyển hai thùng hàng và không biết hàng hóa bên trong là gì. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với những chứng cứ thu thập được, các trinh sát đã buộc Minh phải thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ở tại hiện trường, khi mà đối tượng Minh bị bắt thì là đối tượng cũng rất là hợp tác. Đối tượng khai là đến nhận hàng. Tức là đối tượng trước đấy, trước thời gian trước là có đối tượng liên lạc với Minh vì biết Minh là shipper. Thì đã liên lạc với Minh để hẹn Minh là đến cái ngày đấy, là đến cái địa điểm giao dịch đấy để nhận hàng. Và sau khi nhận hàng thì đối tượng cầm đầu mới nhắn tin cho Minh cái số điện thoại của cái đối tượng nhận tiếp theo. Và sau thì đối tượng Minh cũng rất là thành khẩn khai báo về cái việc là Minh được nhờ để vận chuyển hàng đến cho cái đối tượng này. Khi mà chúng tôi khống chế đối tượng Minh thì sau đó là có một số điện thoại lạ gọi đến điện thoại của Minh. Thì chúng tôi mới đấu tranh khai thác nhanh. Thì Minh khai nhận cái số điện thoại đấy là số điện thoại của người nhận. Đối tượng sẽ nhận cái số ma túy đấy. Khi mà chúng tôi xác định được đấy số điện thoại đấy là có liên quan, chúng tôi đã triển khai các mũi trinh sát đến cái địa điểm mà hai đối tượng đã hẹn nhau từ trước. Từ những lời khai ban đầu của đối tượng Hoàng Nhật Minh, ban chuyên án đã báo cáo lên ban giám đốc công an thành phố, đồng thời nhanh chóng chỉ đạo các mũi trinh sát giám sát chặt chẽ, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, kiên trì bám sát địa điểm giao hàng đã được kiểm soát chặt chẽ, đồng thời nhận định, phân tích diễn biến tình hình từng giây từng phút. Khi mà đưa đối tượng Minh về cái địa điểm giao dịch ấy, thì xuất hiện một đối tượng lạ mặt. Đối tượng lạ mặt ấy thì bản thân Minh cũng không biết đấy có phải là người giao dịch không, người giao dịch nhận số hàng hay không, mà chỉ biết là có số điện thoại thôi chứ chưa, hai người chưa bao giờ gặp nhau cả, không hai đối tượng không hề biết nhau. Đến khi mà chúng tôi xác định là có một đối tượng lạ mặt là cứ đi lang thang ở khu vực đấy. Nói chung là khi mà thấy đối tượng ấy, cảm giác đối tượng rất là cảnh giác, nhìn trước nhìn sau và để ý quan sát những người quanh khu vực đấy, nên là rất là khó khăn khi mà xác định đấy có phải đối tượng không. Sau hơn 1 giờ mật phục, đối tượng đến nhận hàng giống như bóng chim tam cá. Kế hoạch đón lõng, vây bắt tưởng chừng như rơi vào bế tắc khi mà đối tượng có thể nghi ngờ và đã tẩu thoát. Như vậy, số ma túy bị bắt giữ kia sẽ trở thành vô chủ. Sau khi mà chúng tôi đấu tranh thì được biết là đối tượng Minh này, đối tượng shipper này lại có một mối quan hệ với cả đối tượng đầu trên, mà đối tượng đầu trên là người nước ngoài. Đấy. Thì giữa đối tượng Minh này với cả đối tượng đầu trên này là có sự quen biết nhau từ trước rồi và liên lạc với nhau là qua các mạng xã hội có tính bảo mật cao. Nên là khi mà ban đầu thì đối tượng là sẽ không thành thật khai báo mà sẽ đánh lạc hướng cơ quan điều tra, dẫn đến cái việc chúng tôi trinh sát truy bắt các đầu mối mở rộng rất là khó khăn. Tuy nhiên, tình huống này cũng không thể làm nhụt chí những cán bộ chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hải Phòng.
Đúng như phán đoán, vào lúc 18 giờ 20 phút ngày 24 tháng 2 năm 2023, có một thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang đi xe máy chậm chậm tiến vào địa điểm nhận hàng. Theo kế hoạch định sẵn, các mũi trinh sát đồng loạt tấn công bắt quả tang đối tượng khi đang chuyển hai thùng hàng sang xe của mình. Dựng được một đường dây lên để chúng tôi phá án thì đã là gặp rất nhiều khó khăn rồi. Tuy nhiên là với sự quyết tâm của ban giám đốc cũng như lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ thì chúng tôi đã bắt giữ các đối tượng, bóc gỡ dần dần các đối tượng trong mắt xích, các mắt xích vào trong vụ án. Khi mà bắt và kiểm tra các cái đối tượng làm các cái thùng hàng, trong đó có đựng các cái hộp sữa được ngụy trang ở bên trong đựng ma túy. Thì ban đầu thì các cái hộp sữa nhìn bên ngoài thì nó rất giống như sữa bình thường. Các đối tượng cũng khai nhận cũng chưa được rõ nét, cho nên là cơ quan công an phòng ma túy đã chuyển toàn bộ cái số viên nén ở trong các cái được cất ở trong hộp sữa đến mang lên cơ quan PC09 của công an thành phố Hải Phòng giám định, và giám định ra một số lượng lớn chất MDMA là một loại ma túy tổng hợp. Ngoan cố, lì lợm là cảm nhận đầu tiên của điều tra viên khi tiếp xúc với đối tượng Trần Nam Khánh, sinh năm 2004, trú tại quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Do đặc thù của tội phạm ma túy lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, rất tinh vi và xảo quyệt, các đối tượng luôn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo như là một công dân tốt và tỏ ra vô can, không biết gì về số ma túy khi bị bắt. Em bảo là sẽ từ bên anh gửi về. Hôm em bị bắt là đến tầm trưa thì có một người gọi từ trên Hà Nội bảo là hàng từ bên anh đã chuyển về kho thì sẽ chuyển về Hải Phòng. Đó cũng là một người bạn từng học chung với em và cũng có nói chuyện hỏi thăm sức khỏe nhau suốt thời gian dài. Đợt đầu nó bảo em là không muốn buôn bán thì nó bảo em là mua một cái sim để cho tiện liên lạc. Người ta chỉ thấy em không có việc gì làm nên người ta mới thuê em đi chở cái này thôi. Bây giờ bị các chú bắt như này xong rồi thì các chú nói thì em nhận thức là cái hành vi của em không đúng gì. Bởi vì 5 triệu để mà đánh đổi thì như này thì quá đắt. Về bản thân hai đối tượng này thì là được điều hành bởi một đối tượng cầm đầu khác, và hai đối tượng này là khi mà giao dịch với nhau là hai đối tượng chưa từng gặp nhau bao giờ, và số điện thoại là cũng cho nhau là lần đầu tiên. Đối tượng cầm đầu sẽ nhắn tin số điện thoại của đối tượng Khánh cho Minh, và sau khi Minh nhận được hàng, Minh xác nhận đấy là hàng thì mới gọi điện để liên lạc với đối tượng Khánh để đối tượng Khánh ra nhận hàng. Mặc dù tuổi đời trẻ nhưng mà sự liều lĩnh của đối tượng thì hiếm có những người nào trẻ như vậy mà dám liều lĩnh mà thực hiện việc nhập số lô hàng số lượng lớn như vậy. Bình thường những đối tượng trẻ thì chưa có kinh nghiệm, nhưng mà đối tượng này là khá là bản lĩnh về liều lĩnh và bản lĩnh về cái việc phạm tội về ma túy. Đối tượng này theo như là chúng tôi xác minh ra thì xác minh lý lịch thì cũng rất nhiều mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội. Trước những chứng cứ không thể chối cãi là tang vật 17,5 kg ma túy tổng hợp được cất giấu trong 18 hộp nhựa, được gắn mác sữa bột giảm cân cùng với những lập luận sắc bén của cơ quan điều tra, thì đối tượng Trần Nam Khánh đã phải cúi đầu nhận tội trước những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Trong đường dây này, với vai trò là kẻ cầm đầu, Khánh đã móc ngoặc với các đối tượng ở nước Anh mua bán ma túy dạng ma túy tổng hợp cất giấu trong các lon sữa, bột giảm cân để ngụy trang nhằm che mắt lực lượng chức năng, sau đó sử dụng dịch vụ vận chuyển qua đường hàng không từ Anh về Việt Nam. Khi hàng về đến Hải Phòng, chúng tôi sẽ điều chuyển đến các địa phương khác để tiêu thụ.
mỗi công đoạn phạm tội nêu trên, theo sự phân công của Khánh, sẽ có từng đối tượng trong đường dây phụ trách thực hiện rất cụ thể, từ người đứng tên chuyển hàng, người nhận đơn hàng vận chuyển, cho đến người trả tiền cho từng dịch vụ vận chuyển đều được Khánh lên kế hoạch bố trí người thực hiện một cách vô cùng chuyên nghiệp, tinh vi, kín kẽ, không chút sơ hở. Trong quá trình đấu tranh, điều tra, trinh sát cũng như quá trình bắt giữ đều có sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ của các lực lượng kể trên. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ của hải quan cùng các biện pháp nghiệp vụ của ngành công an đã nhận diện rõ các đối tượng, đã nhận diện đúng thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, cho dù đối tượng cố tình che giấu nhân thân lai lịch, cho dù đối tượng dùng nhiều cách để che giấu hành vi phạm tội cũng như nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan công an. Thực tế cho thấy công tác phòng chống ma túy không chỉ của riêng lực lượng công an mà của các lực lượng khác như hải quan, biên phòng, cảnh sát biển. Chuyên án chặt đứt mắt xích trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng về Việt Nam của công an thành phố Hải Phòng, góp phần vào những chiến công của lực lượng cảnh sát trên mặt trận phòng chống ma túy trên toàn quốc. Thắng lợi của chuyên án này còn phải kể đến sự phối hợp kịp thời, đồng bộ, hiệp đồng tác chiến giữa các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng hải quan, trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi và liều lĩnh của các loại tội phạm về ma túy. Hiện vụ việc đã được công an thành phố Hải Phòng mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng còn lại của vụ án. Thưa quý vị và các bạn, nắm giữ vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội, công nghệ thông tin, an ninh quốc phòng của vùng Bắc Bộ và cả nước, Hải Phòng không những là đầu mối giao thông đường biển phía Bắc mà còn hội đủ tất cả các loại hình giao thông, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không. Với lợi thế nêu trên, Hải Phòng đã có nhiều đột phá về xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong những năm gần đây. Tuy nhiên, cũng vì vị trí địa lý thuận lợi nên nhiều băng nhóm tội phạm chọn địa điểm này để tổ chức các hoạt động phi pháp. Nổi cộm nhất phải kể đến là các băng nhóm hoạt động liên quan đến ma túy. Điều này đặt công an thành phố và đặc biệt là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đứng trước rất nhiều khó khăn, thử thách. Không những ở thành phố Hải Phòng và phức tạp trên toàn quốc. Các đối tượng hoạt động trong cái phạm vi kín, như hội nhóm kín, tất cả các đối tượng đều đã có cái mối quan hệ từ trước đến nay. Khi mà đánh người vào để giám sát hoặc là theo dõi thì cũng rất là khó khăn. Cũng là lần thứ hai mình phát hiện ra đây chất ma túy có cocaine có mặt tại Hải Phòng. Cái tâm lý của đối tượng thì là khi đã bị cơ quan bắt giữ thì tất cả đối tượng thì cũng gây cản trở rất là nhiều cho quá trình điều tra. Rào cản lớn nhất trong cuộc đấu tranh phòng chống ma túy này đó là cái tâm lý của tội phạm ma túy, đó là cái tâm lý của mọi người đối với nhóm tội phạm này. Chúng tôi đã báo cáo ban giám đốc, báo cáo lãnh đạo đơn vị và tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng này. Thời gian gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng có những diễn biến vô cùng phức tạp. Cụ thể, số vụ việc phạm tội liên quan đến ma túy được phát hiện trong năm 2017, 2018 và nửa đầu năm 2019 tăng gấp nhiều lần so với hàng chục năm trước đó gộp lại. Năm 2017, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hải Phòng đã điều tra bắt quả tang đối tượng Ngô Trác Hiệp, sinh năm 1965, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, đang vận chuyển 28 bánh heroin và 8 kg ma túy đá từ biên giới Việt Lào về Hải Phòng tiêu thụ.
nếu như đối tượng Ngô Trắc Hiệp được mệnh danh là ông trùm ma túy đất cảng, thì Bùi Thị Thu Trang được dân chơi Hải Phòng gọi là hot girl làng ma túy. Trang thường nhập hàng từ các tỉnh biên giới phía Bắc với số lượng lớn, rồi cung cấp cho nhiều đại lý bán lẻ, các quán bar, vũ trường, không chỉ ở Hải Phòng. Có nguồn tin cho hay, Trang còn thủ cả vũ khí nóng để phòng thân. Sau hơn một tháng mật phục, theo dõi thấp đối tượng, ngày 20 tháng 8 năm 2018, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hải Phòng đã bắt quả tang Trang cùng đồng bọn đang vận chuyển và tàng trữ hơn 20kg ma túy tổng hợp. Không chỉ có những đường dây ma túy được điều hành bởi các ông trùm, bà trùm người Hải Phòng, mà nhiều đối tượng từ các tỉnh thành khác cũng chọn nơi đây là một mảnh đất màu mỡ để kiếm lời từ việc buôn bán cái chết trắng. Giàng A Chớ sinh năm 1968 ở bản Lũng xã Lào Luông Vân Hồ, Sơn La, người dân tộc Mông, và Khả A Đàng sinh năm 1989 đăng ký thường trú tại xóm Thung Mày, Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình, người dân tộc Mông, mới đây đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng theo dõi bắt quả tang khi đang vận chuyển một lượng ma túy lớn từ Sơn La về Hải Phòng tiêu thụ. Có một thực tế là số lượng các vụ việc liên quan đến ma túy bị phát hiện bắt giữ ngày một nhiều, nhưng số người sử dụng ma túy và các chất gây nghiện không giảm, thậm chí còn tăng. Đáng lo ngại là đối tượng sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa. Thêm vào đó, tình trạng người nghiện sử dụng đồng thời nhiều loại chất ma túy ngày càng phổ biến. Số người sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng gia tăng. Việc sử dụng ma túy tổng hợp và các chất hướng thần gây rối loạn tâm thần, hay còn gọi là ngáo đá, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật đã gây bức xúc, lo lắng cho nhân dân. Đối diện với nhiều diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy trên địa bàn, tập thể cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hải Phòng luôn thường trực câu hỏi làm thế nào để giảm thiểu số người sử dụng ma túy và ngăn chặn người mới tìm tới các chất gây nghiện. Bản thân người phạm tội về ma túy, họ ý thức được là hành vi của họ là sai phạm với pháp luật, là vi phạm pháp luật, là vi phạm pháp luật hình sự, và họ luôn hiểu được rằng đối diện với cái hành vi của họ là mức án rất cao. Nhưng bản thân họ, họ không coi hành vi này là tội ác với đồng loại. Còn chúng ta đối với loại tội phạm này thì sao? Trong thời gian qua, những thông tin về bắt giữ tội phạm ma túy rất nhiều, những vụ án rất lớn với những ổ nhóm rất đông người. Nhưng chúng ta tiếp nhận thông tin này mới chỉ là tiếp nhận một thông tin, chứ còn phản ứng thì chắc chắn không có phản ứng nào dữ dội cả. Cho nên là thì ở đây đối với tôi cái khó khăn nhất chính lại là về tâm lý của người phạm tội cũng như tâm lý của cộng đồng với tội phạm này. Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền giáo dục để người dân hiểu tội phạm ma túy là một tội ác có tính hủy diệt, người nghiện ma túy ý thức được việc sử dụng ma túy là hủy hoại chính bản thân và đồng loại, thì công tác điều tra triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố cũng là nhiệm vụ không thể tách rời. Những tháng cuối năm 2018, trong quá trình nắm bắt tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố, các trinh sát viên của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hải Phòng phát hiện dân chơi ma túy, đặc biệt là giới trẻ, thường nhắc đến những cái tên như ketamin, cocaine, nấm thần, lá khát. Qua tìm hiểu thì được biết, đây là tên gọi của một số dạng ma túy tổng hợp đã xuất hiện nhiều trên thế giới, nhưng mới chỉ được thẩm lậu vào Việt Nam trong thời gian gần đây. Những
loại ma túy tổng hợp trên thẩm thấu rất nhanh vào cơ thể người sử dụng, tạo ra cảm giác hưng phấn tột độ trong nhiều giờ. Nhưng về lâu dài, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ, khiến người sử dụng mất dần khả năng kiểm soát hành vi. Kết quả trinh sát tiếp theo chỉ ra rằng, khách hàng của những loại ma túy tổng hợp nêu trên phần lớn là giới trẻ sinh ra trong các gia đình có điều kiện kinh tế. Vì ketamin, cocaine hay nấm thần chỉ mới được thẩm lậu vào Việt Nam thời gian ngắn và có giá rất đắt. Nhận thấy nếu không điều tra, ngăn chặn kịp thời thì các loại ma túy trên rất có thể sẽ nhanh chóng thâm nhập vào giới trẻ, dần hủy hoại nhiều thế hệ thanh niên và làm tăng nguy cơ mất an ninh, an toàn xã hội. Tuy nhiên, nếu chỉ tấn công vào các tụ điểm là các đối tượng thường tổ chức sử dụng ma túy thì mới là giải quyết được phần ngọn mà không thể nhổ tận gốc, chóc tận rễ. Vì lý do đó, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hải Phòng quyết định đi tìm lời giải cho các câu hỏi. Các loại ma túy tổng hợp, những ketamin, cocaine hay nấm thần đã được thẩm lậu vào thành phố bằng cách nào? Ai đứng đằng sau những hoạt động này? Ý nghĩ cần phải xác lập một chuyên án để đấu tranh với loại tội phạm này đã được nhen nhóm trong đầu của những điều tra viên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hải Phòng. Trong quá trình đấu tranh với một số các vụ án hiện tại trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nhất là trong các vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thì hiện tại trinh sát nhận định rằng là có một số ma túy mới thẩm lậu vào Hải Phòng, trùng với lại cái nguồn tin của cộng tác viên bí mật đã báo cáo về là có một cái đường dây chuyên vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng. Vì vậy tôi đề xuất đồng chí là cho xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng này. Đồng chí đội trưởng làm rõ cho tôi. Thứ nhất, chất ma túy không phổ biến, mang tính mới ở Việt Nam, đó là loại chất ma túy gì? Cái thứ hai, quy mô hoạt động tới đâu? Nếu đây thực sự là một cái vụ việc ấy, liên quan có yếu tố nước ngoài, thì cần phải xác lập chuyên án. Trước mắt, xác định vị trí, nhà ở, địa điểm hoạt động và quan trọng nhất ấy, cái thủ đoạn hoạt động, nhất là cái thủ đoạn ấy, giao nhận hàng hóa với nước ngoài. Là thông qua cái phương tiện gì. Tiến hành song song thì tôi đề nghị là đồng chí cử một tổ trinh sát giám sát hành vi hoạt động. Sau khi chuyên án 648H ra đời, nhiều mũi trinh sát đã nhận nhiệm vụ tỏa đi các hướng, thâm nhập vào các địa điểm dân chơi thành phố thường tụ tập để thu thập thông tin. Các đối tượng thì thường chẳng có theo cái quy luật gì cả, ngày thì lại ngủ, đêm mới bắt đầu mới tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoặc bắt đầu lôi kéo các thanh niên khác tiến hành tổ chức trái phép chất ma túy, hoặc lúc đấy mới bắt đầu tiến hành mua bán. Những cái thời gian như thế mà toàn ở những cái địa điểm mà khó trinh sát khó có thể tiếp cận cũng như là khó có thể theo dõi giám sát, ví dụ như là nhà nghỉ, tại nhà riêng, khách sạn. Ngoài ra là khi mà chúng tôi mà muốn thâm nhập vào cái đường dây đấy thì cũng có rất nhiều cái khó khăn khi mà đánh người vào để mà giám sát hoặc là theo dõi hoặc là nội tuyến hoặc là sử dụng các biện pháp khác thì cũng rất là khó khăn. Sau gần một tháng kiên trì bám sát mục tiêu, theo dõi từng di biến động của những đối tượng khả nghi, các trinh sát hướng sự tập trung vào một nhóm thanh niên với nhiều biểu hiện nghi vấn nhất. Nguồn tin ban đầu cho thấy nhóm đối tượng gồm cả nam và nữ, độ tuổi ngoài 20.
bản thân các đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, nhưng nhiều gia đình có điều kiện nên chúng sống xa hoa và thiếu lành mạnh. Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát bước đầu nắm được quy luật hoạt động của nhóm đối tượng này. Thay vì tụ tập tại các quán bar, nhà hàng, vũ trường như trước đây, thì nay bọn chúng chọn nhà nghỉ khách sạn làm địa điểm tập kết. Để tránh những ánh mắt tò mò của người dân và sự kiểm tra của cơ quan chức năng, chúng không cùng lúc đến địa điểm tập kết mà đi xé lẻ. Khi ra về cũng vậy, người đi trước kẻ theo sau. Với phương thức hoạt động như trên, cơ quan điều tra chưa thể xác định được đối tượng cầm đầu là ai, nam hay nữ. Điều này cũng chứng tỏ gặp đối tượng đã có kinh nghiệm đối phó với cơ quan chức năng. Vì thế, cơ quan điều tra cần phải áp dụng những biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu hơn mới có thể nhanh chóng xác định được đối tượng cầm đầu, rồi từ đó lần ra đường đến Hải Phòng của những loại ma túy có xuất xứ từ nước ngoài. Yêu cầu đặt ra lúc này là nhanh gọn nhưng phải đảm bảo yếu tố bí mật, vì nếu không khéo thì sẽ đứt dây động rắn và như thế mục tiêu chặt đứt đường đi của những chuyến hàng trắng, nên ban chuyên án đặt ra từ đầu sẽ khó khăn gấp bội. Thêm nhiều ngày bí mật theo dõi từng di biến động nhỏ nhất của nhóm đối tượng, cuối cùng ban chuyên án cũng có trong tay hồ sơ lý lịch của từng người. Đáng chú ý nhất phải kể đến thông tin liên quan đến hai đối tượng. Người thứ nhất là Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh năm 1991, trú tại Ngô Gia Tự, Đằng Lâm, An Hải, Hải Phòng. Hạnh thì cũng đã có đời chồng một đứa con. Sau khi ly hôn xong thì Hạnh về ở tại nhà mẹ số 557 Ngô Gia Tự. Do hoàn cảnh bây giờ Hạnh không có chồng và có con như thế thì là Hạnh là hay đi giao lưu với những cái đối tượng bên ngoài xã hội, từ đó là Hạnh đã có sử dụng các chất ma túy. Cái việc sử dụng ma túy của Hạnh này thì chúng tôi tìm hiểu thì đầu tiên là Hạnh có sử dụng những loại ma túy mà thường có tại phòng, ví dụ như là thuốc lắc, ketamin hay là ma túy đá. Người thứ hai là Hoàng Minh Dũng, 34 tuổi, đăng ký hộ khẩu tại Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng. Đối với Hoàng Mạnh Dũng thì mặc dù gia đình thì cũng rất là có điều kiện, thế nhưng mà Dũng lại cũng có một cuộc sống hôn nhân nó cũng không được như ý muốn. Mặc dù là có ba mẹ con với vợ rồi, thế nhưng mà cũng không hạnh phúc, thì sau đấy hai người cũng ly hôn. Và khi mà Hạnh mà gặp Dũng ấy thì cả hai người đều trong cái tình trạng là đã ly hôn và cũng là có sự thiếu thốn về tình cảm. Hai người cũng sa đà vào những cái trò tiêu khiển nó không lành mạnh. Sau khi chia tay chồng năm 2015, Hạnh ra nước ngoài sinh sống theo diện hôn thê. Cuối năm 2017, Hạnh trở về Việt Nam và từ đó dính với Hoàng Mạnh Dũng như hình với bóng. Tài liệu trinh sát cũng chỉ ra rằng trong các năm từ năm 2015 đến cuối năm 2017, Hạnh nhiều lần đi về giữa Việt Nam, Anh, Đức và Australia. Hạnh thì do là có em ở Anh cũng như bố Úc, nên là Hạnh thì có điều kiện là đi sang Anh, sang Úc. Thì qua những cái lần đi sang Anh, sang Úc thì là Hạnh có thu thập những cái nguồn hàng về để bán hàng online, như là quần áo hay là những đồ mỹ phẩm. Thì quá trình kinh doanh online như thế thì Hạnh cũng có nguồn thu nhập. Giả thuyết mà ban chuyên án đặt ra là nhiều khả năng Nguyễn Thị Bích Hạnh đã lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không để tuồn ma túy tổng hợp vào Hải Phòng.
muốn chứng minh giả thuyết trên là đúng, thì vấn đề then chốt lúc này là phải bắt quả tang đối tượng và thu giữ tăng vật thành công. Quá trình xác minh và tìm hiểu như thế, tôi thấy là như này. Cái thủ đoạn mà mua ma túy của Hạnh thì nó thường xuyên thay đổi. Cái địa điểm nhận hàng ấy, câu chuyện nó không cố định, thường nó thường xuyên thay đổi. Đấy, và cái thời điểm của Hạnh đi lấy hàng là cũng thường xuyên biến động. Lúc thì ban ngày, lúc thì là buổi chiều, thậm chí là để vài hôm, thậm chí là cả vài tuần sau thì Hạnh đi lấy hàng. Đó là cái công tác theo dõi trinh sát hoạt động rất khó khăn. Thêm vào đó, việc xác định được đúng thời điểm đối tượng ở nước ngoài gửi ma túy vào Việt Nam cho Hạnh cũng là một trong muôn vàn khó khăn mà các trinh sát và ban chuyên án phải đối diện. Nếu bắt không trúng, không đúng sẽ gây ra rất nhiều phiền toái, chẳng những ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của lực lượng công an mà còn đánh động để các đối tượng lui về ở ẩn. Dù mỗi ngày trôi qua, các trinh sát vẫn rất kiên trì, bí mật theo dõi từng di biến động của đối tượng. Các biện pháp nghiệp vụ từ cơ bản đến chuyên sâu đều đã được ban chuyên án áp dụng. Nhưng thời cơ chín muồi để tổ chức bắt quả tang các đối tượng vẫn chưa xuất hiện. Trong khi đó, rải rác khắp thành phố, ma túy tổng hợp vẫn len lỏi vào các bữa tiệc của giới trẻ và hủy hoại họ từng ngày. Đối diện với thực tại đó, chỉ huy ban chuyên án đã không ít lần hao tâm khổ tứ. Thêm nhiều ngày nữa trôi qua, thời gian điều tra khám phá vụ án đã gần hết. Song, bóng dáng của đối tượng cứ thoát ẩn thoát hiện, giống như trò chơi ù tim, khiến cho vụ án có lúc mở ra rồi nhanh chóng đóng lại. Giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, thì một ngày cuối tháng 11 năm 2018, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng nhận được một thông tin vô cùng quan trọng. Alo. Alo. Bên này vừa phát hiện một lô hàng từ Canada về, nghi trong đấy có cocaine. Lãnh đạo cục bên này đã trao đổi với các anh rồi, thống nhất rồi. Đề nghị các anh đi để phối hợp để cùng làm rõ với vụ việc này. Ở phần 1 của chương trình, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị những khó khăn trở ngại trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy nói chung và cụ thể là các đối tượng trong chuyên án 648H. Rất nhiều tâm sức của trinh sát viên, điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng đã bỏ ra trong một thời gian dài, nhưng cơ hội bắt giữ các đối tượng lại chưa tới vì chúng hoạt động vô cùng tinh quái. Trong khi đó, điều kiện cần có để khởi tố, bắt giam các đối tượng trong những vụ án ma túy là phải bắt quả tang và thu giữ được tang vật. Giữa lúc rối như tơ vò thì thông tin của Cục Hải quan thành phố Hà Nội liệu có giúp ích gì cho ban chuyên án? Nhân tố mới nào sẽ xuất hiện và những bí mật nào sẽ được hé lộ? Mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 của chương trình để có câu trả lời. Qua các biện pháp kỹ thuật, Hà Nội phát hiện cái đường được chuyển từ Canada về cho người Nhật ở Hải Phòng, nghi vấn là có chứa ma túy. Có 4 viên chứa chất bột màu trắng tiến hành cân và cũng như tiến hành phân tích trên vòng thí nghiệm đã phát hiện ra là 4 viên này là có tổng khối lượng là 25,56 gram và kết luận giám định nó là chất cocaine. Từ cái thông tin này, chúng tôi quyết định thời điểm phá án đã tới. Mục tiêu mà chúng tôi đặt ra là bắt đúng người, đảm bảo đúng quy định pháp luật và thu được cả tăng vật và đảm bảo được cái an toàn cho người dân xung quanh, cho đối tượng và cho chính bản thân cán bộ chiến sĩ tham gia trong việc bắt giữ.
sau khi mà đã nói cũng có sự vận động thuyết phục thì đối tượng thành phần khai báo là cocaine cho đối tượng nhờ một người bạn đặt mua nhưng mà người thì sử dụng. Khám xét tại nhà riêng của đối tượng thì thu giữ cũng 15 viên ma túy tổng hợp và trong đó có chứa thành phần là ketamin. Ngoài ra còn một số các thông vật khác liên quan vụ án. Tội phạm ma túy chưa có xu hướng hạ giảm. Đây cũng là cái điều mà chăn trở không những vào tôi. Ngày 20 tháng 11 năm 2018, trong quá trình làm nhiệm vụ, Chi cục Hải quan sân bay Nội Bài phát hiện một bưu kiện chưa rõ tên người gửi, được chuyển từ Canada về Việt Nam cho Nguyễn Thị Bích Hạnh, địa chỉ ở Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan nghi bên trong gói bưu kiện có chứa ma túy. Để làm sáng tỏ nghi vấn trên, lực lượng hải quan đã trao đổi với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, để phối hợp điều tra. Trên cơ sở địa chỉ người nhận thể hiện nở gói bưu kiện, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng trực tiếp phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hà Nội điều tra vụ việc. Tiếp nhận tài liệu do Cục Hải quan thành phố Hà Nội cung cấp, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng vô cùng bất ngờ khi tên địa chỉ của người nhận ghi trên bưu kiện lại trùng khớp với tên một trong số những đối tượng nằm trong chuyên án 648H mà đơn vị đang điều tra. Nhân tố mới này được ví như hạn hán gặp mưa rào, giúp xoa dịu những căng thẳng áp lực mà các thành viên ban chuyên án 648H đã mang nặng nhiều ngày qua. Đây là cơ hội nếu khéo khai thác, có thể giúp nhanh chóng khép lại chuyên án 648H đúng như mục tiêu ban đầu đã đặt ra. Ngoài cái việc ấy, nắm chắc di biến động của đối tượng tại địa phương và cái thời điểm để phá án ấy, thì cái thông tin quan trọng nhất đó là thông tin từ Tổng cục Hải quan, đó là có một cái món hàng từ nước ngoài gửi về để cho đối tượng Hạnh, mang tên đối tượng Hạnh, và trong đó có chứa cocaine phù hợp với những tài liệu trinh sát mà chúng tôi đã làm được. Và từ cái thông tin này, chúng tôi quyết định thời điểm phá án đã tới. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hải Phòng đã lên kế hoạch tổ chức bắt quả tang đối tượng cùng với tang vật. Chúng tôi cũng tiến hành một cái tình huống nghiệp vụ, gọi là giả là nhân viên của bưu cục, hẹn với các đối tượng lên lấy hàng. Và khi mà các đối tượng ấy nhận hàng thì chúng tôi sẽ tiến hành bắt giữ. Trong khi các tổ trinh sát đang tiến hành vào vị trí mật phục giám sát, thì lúc này gói bưu kiện nghi chứa ma túy cũng đang được cán bộ Cục Hải quan thành phố Hà Nội áp tải từ Hà Nội về Hải Phòng. Chúng tôi bố trí là hai tổ công tác. Tổ công tác thứ nhất là giám sát cái di biến động của đối tượng Hoàng Thị Bích Hạnh và Hoàng Mạnh Dũng ở tại cái địa điểm nhà ở của đối tượng. Và tổ công tác thứ hai thì chúng tôi bố trí ở chính tại cái chỗ bưu cục, là cái nơi mà sẽ giao cái bưu phẩm đấy cho các đối tượng đấy. Cái tổ công tác thứ hai này thì cũng chia làm hai mũi công tác. Địa điểm đấy nó là hai đầu giao thông là thông, một đầu là đường Ngô Tấn Gia Tự và một đầu là ngã ba ở chỗ Lũng Đông. Cho nên chúng tôi chia làm hai cái mũi công tác và giám sát chặt chẽ. Khi có cái ám tín hiệu của tổ công tác thứ nhất thì chúng tôi sẽ tiến hành cái kế hoạch bắt giữ tiếp theo. Quán triệt yêu cầu bí mật, bất ngờ từ chỉ huy ban chuyên án, các mũi trinh sát đều khéo léo ngụy trang thành nhiều vai khác nhau trong quá trình mật phục giám sát, di biến động của đối tượng.
các tổ trinh sát và chỉ huy ban chuyên án giữ liên lạc thường xuyên để nắm tình hình và kịp thời xử lý, hóa giải những tình huống phát sinh. Khi các tổ trinh sát sẵn sàng, cũng là lúc Cục Hải quan thành phố Hà Nội cùng gói bưu kiện có mặt tại bưu cục do ban chuyên án định sẵn. Thời điểm răng lưới cuối cùng đã tới. Nguyễn Thị Bích Hạnh nhận được cuộc điện thoại từ nhân viên bưu điện thông báo có bưu kiện từ nước ngoài chuyển về cho chị ta. Lập tức, Hạnh ngồi sau xe một thanh niên được xác định là Hoàng Mạnh Dũng. Di chuyển qua nhiều tuyến đường khác nhau trước khi dừng lại ở một bưu điện. Ít phút, Hạnh trở ra với gói bưu kiện trên tay và nhanh chóng cùng Dũng rời khỏi bưu điện. Với tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự tại nơi đông dân cư và an toàn cho đối tượng cùng tang vật, lực lượng truy bắt quyết định không thực hiện bắt giữ ngay các đối tượng mà sẽ bám theo chúng, chọn địa điểm thích hợp mới ra tay. Tôi đảm bảo tất cả các yếu tố về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ. Cho nên là tất cả những cái mà cái tình huống xảy ra thì chúng tôi cũng đều có những cái phương án dự phòng. Đối tượng mà theo hoặc là không theo cái quy luật hoạt động thì chúng tôi cũng đều có cái phương án dự phòng và đều đảm bảo cái yếu tố an toàn là hàng đầu. Các đối tượng thể hiện sự lọc lõi của mình qua việc không về thẳng nơi cư trú mà di chuyển qua nhiều địa điểm, nhiều tuyến đường từ đông đúc tới hoang vắng để đối phó với sự theo dõi của lực lượng công an. Trong trường hợp thấy động, các đối tượng rất có thể phi tang vật chứng để thoát thân. Sau nhiều phút kiên trì, bí mật, khéo léo bám theo các đối tượng, cuối cùng tổ chức bắt cũng chọn được địa điểm thích hợp để thực hiện bắt giữ. Đúng vào thời điểm quyết định thì có vẻ các đối tượng đã phát hiện bị theo dõi nên tăng tốc vùng chạy. Tuy nhiên, trước sự bài trí kín kẽ của ban chuyên án cùng tốc độ nhanh, dứt khoát, thành thạo của những cán bộ trực tiếp vây bắt, thì ý đồ vùng thoát của hai đối tượng đã bị đánh bại. Sau khi bị bắt giữ, cả hai đối tượng nhanh chóng được di lý về cơ quan điều tra để chứng kiến lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tăng vật thu được. Đây. Bên trong gói bưu kiện, lực lượng kiểm tra ghi nhận có 3 hộp, đựng tổng cộng 41 viên dạng hình vuông, hình tròn, được bọc trong giấy màu trắng, nâu, bạc. Tiến hành kiểm tra từng viên, phát hiện có 4 viên bên trong chứa chất bột màu trắng. Thứ 3. Ngày 22 tháng 11 năm 2018 thì đơn vị có tiếp nhận một cái yêu cầu giám định chất ma túy của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng. Thì khi mình tiến hành xuống tiếp nhận ấy thì mình xác định đây là một cái hộp kẹo sô cô la. Thế nhưng mà khi mình mở ra
thì xác định trong đó là có 4 viên có sự thay đổi. Và bóc ra thì đó là 4 viên này là chứa chất bột màu trắng, tiến hành cân và cũng như tiến hành phân tích trên vòng thí nghiệm, ta phát hiện ra là 4 viên này là có tổng khối lượng là 25,56 gram, và kết luận giám định nó là chất cocaine. Khi bắt Hạnh xong có tăng vật là ma túy thì chúng tôi đã khẩn trương ấy, tiến hành khám xét. Và ấy, cái bí mật đấy, cái khẩn trương đấy, kết quả thu được ấy, là trong nhà Hạnh khi khám ấy, là chúng tôi cũng phát hiện được ra ma túy. Và đây là một trong những yếu tố rất quan trọng để kết tội Hạnh và Dũng sau này. Khi mà khám xét tại nhà riêng của đối tượng thì thu giữ cũng 15 viên thuốc lắc, ma túy tổng hợp, và trong đó có chứa thành phần là ketamin. Ngoài ra còn một số các thông vật khác liên quan vụ án. Hai đối tượng sau đó được tách riêng để lấy lời khai làm sáng tỏ vụ việc. Nguyễn Thị Bích Hạnh khai báo, sau khi ly hôn, do buồn chán nên đã nhiều lần tìm đến ma túy. Năm 2015, Hạnh ra nước ngoài sinh sống theo diện hôn thê. Năm 2017, Hạnh trở lại Việt Nam thì gặp lại Hoàng Mạnh Dũng, một đối tượng cũng sử dụng ma túy. Và từ đó, cả hai sống với nhau như vợ chồng. Hoàng Mạnh Dũng ấy, thì Dũng là người yêu của Nguyễn Thị Bích Hạnh. Hai đối tượng này thì cũng bắt đầu chung sống với nhau cũng được một thời gian. Thì thường xuyên ăn ở sinh hoạt với nhau và là có nhiều lần cũng là cùng tổ chức sử dụng ma túy với nhau. Thời gian sống tại nước ngoài, Nguyễn Thị Bích Hạnh có giao du với một số đối tượng sử dụng ma túy tại đây. Sau này trở về Việt Nam, mỗi lần cần ma túy phục vụ nhu cầu của bản thân và bạn trai, thì Hạnh vẫn liên lạc với các đối tượng ở nước ngoài để nhờ mua ma túy rồi tìm cách ngụy trang gửi về Việt Nam. Bản thân sành sỏi về ma túy, Hạnh thường đặt mua những loại ma túy độc lạ chưa xuất hiện nhiều ở Hải Phòng, rồi cùng Dũng và đám bạn tổ chức sử dụng tại một nơi kín đáo nhằm qua mắt người dân và lực lượng chức năng. Ma túy thì nó cũng có nhiều loại, có cái loại thì nó có thể gây nghiện, tức là trong một khoảng thời gian nhất định, có thể ngắn, có thể dài. Nhưng bắt buộc là cái người sử dụng ấy phải có nhu cầu sử dụng thì không sẽ tạo cảm giác rất là rất khó chịu. Thế nhưng có những loại ma túy thì là không nhất thiết, nó không gây nghiện nhưng mà nó lại gây có tác hại rất lớn về mặt thần kinh. Nó có thể gây hưng phấn, gây ức chế, có thể khiến cho con người ta cười, có thể khiến người ta khóc. Thế nhưng mà không sử dụng thì nó cũng có cảm giác thèm nhưng không đến mức gây nghiện. Thế nên là bây giờ là thanh niên bây giờ là có thiên hướng sử dụng về cái loại ma túy đó nhiều hơn. Lần gần nhất là vào cuối tháng 10 năm 2018, Hạnh liên lạc với một người tên Thành, sống tại Canada, nhờ mua cocaine rồi ngụy trang gửi về Việt Nam. Qua đường chuyển phát nhanh thì bị phát hiện bắt giữ. Các đối tượng dùng rất nhiều các cái thủ đoạn, phương thức để che giấu. Ví dụ như là nó cho vào trong ruột loại bút dạ, giấu vào bánh kẹo, giấu vào mỹ phẩm, tân dược. Không thiếu cái thủ đoạn địa chỉ thì nhiều khi nó không đúng tên, nó không đúng địa chỉ, không rõ. Thế chính vì thế để kiểm soát vào những ma túy là để như là phối hợp để bắt giữ nó là khó. Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Cục Hải quan thành phố Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện bắt giữ hàng chục vụ mua bán vận chuyển ma túy, ngụy trang dưới hình thức bưu kiện chuyển phát nhanh.
Điều này chứng tỏ ngoài những phương thức thủ đoạn mua bán vận chuyển thông thường vẫn diễn ra trong nội địa, thì hiện nay tội phạm ma túy còn thể hiện sự tinh quái khi lợi dụng những hình thức vận chuyển qua đường hàng không để tuồn ma túy vào Việt Nam. Thêm vào đó, những tồn tại trong quy trình giao nhận bưu kiện, chuyển phát nhanh cũng là kẽ hở để tội phạm ma túy quốc tế lợi dụng, khiến công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm ma túy của công an và các lực lượng liên quan càng thêm khó khăn và phức tạp. Cuộc đấu tranh này cần phải kết hợp giữa lực lượng phòng chống ma túy với toàn dân. Phải được mọi người nhìn nhận rằng đấu tranh với tội phạm ma túy là đấu tranh với tội ác đồng loại. Phải để cho mọi người hiểu rằng giúp đỡ những người nghiện, thức tỉnh những người đang sử dụng trái phép chất ma túy chính là giúp đỡ chính bản thân mình và gia đình mình. Hệ thống các tài liệu vật chứng thu giữ được, cộng với kết quả lấy lời khai của các đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng, có đủ căn cứ để đề nghị truy tố Nguyễn Thị Bích Hạnh và Hoàng Mạnh Dũng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đầu năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng đã đưa vụ án ra xét xử. Được xác định là đối tượng cầm đầu trực tiếp, Nguyễn Thị Bích Hạnh bị tuyên phạt 10 năm tù. Bị cáo Hoàng Mạnh Dũng với vai trò giúp sức bị tuyên phạt 15 tháng tù giam. Khi mà tôi nghe chủ tòa tuyên án tôi thì tôi chỉ nghĩ là cái bản án tôi sẽ xứng đáng nhận được như thế. Nhưng mà cái cảm giác lớn nhất nó không phải là bản án rồi mà là nỗi xấu hổ của gia đình, bạn bè xung quanh, tất cả người ngồi dưới và tất cả những người mà dõi theo tôi và cuộc sống của tôi trong này. Thì biết cái bản án thôi thì tôi rất là cảm thấy hối hận. Dù không nói ra, nhưng những giọt nước mắt này phần nào đã cho thấy sự ân hận muộn màng của Nguyễn Thị Bích Hạnh. Vì ham vui và suy nghĩ lệch chuẩn, đối tượng đã có những hành vi không chỉ hủy hoại bản thân, ảnh hưởng đến gia đình, mà còn gián tiếp gây ra những hệ lụy cho xã hội và đồng loại. Khi mà mình sử dụng vào ấy, thì mình sẽ cảm thấy hưng phấn, vui vẻ trong cái khoảng thời gian nhất định khi mà ma túy nó có tác dụng. Đấy, và sau cái khoảng thời gian đó thì cơ thể mình rất là mệt mỏi và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về sức khỏe. Công tác đấu tranh chấn áp tội phạm ma túy có quyết liệt đến đâu, việc tăng cường tuyên truyền phản ánh về tác hại của ma túy có được quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa thì cũng không thể triệt để, hữu hiệu bằng việc chính các nạn nhân của ma túy đã trải nghiệm và nói ra. Hy vọng cái kết của các đối tượng trong chuyên án 648H sẽ khiến những ai đang có ý định tìm tới ma túy hoặc kiếm lợi bất chính từ ma túy giật mình mà tỉnh lại.
Thưa quý vị, chuyên án 648H khép lại, nhưng nỗi lo của những cán bộ làm công tác phòng chống tội phạm ma túy thì vẫn còn đó. Bởi qua đây cho thấy, tội phạm mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy không chỉ xem nước ta như là một địa điểm trung chuyển ma túy, mà chúng còn giáp tâm biến Việt Nam trở thành nơi tiêu thụ ma túy với số lượng lớn. Điều này đặt ra rất nhiều áp lực đối với lực lượng công an và các cơ quan liên quan. Mọi biện pháp phòng ngừa, đấu tranh sẽ là không đủ nếu thiếu sự đồng lòng của người dân. Đã đến lúc mỗi chúng ta cần nhìn nhận tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép ma túy là một tội ác hủy diệt loài người để có thái độ, hành động tích cực, quyết liệt hơn nữa nhằm đẩy lùi và tiến tới xóa sổ loại tội phạm này ra khỏi đời sống con người. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Hành trình phá án đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.